Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video của em. Hôm nay em có tiết mục là thanh lý một con xe đạp. Nói chung là thanh lý thì nó hơi quá các bác nhé, tại vì nó không có nhu cầu dùng tới nữa. Thực sự các bác ở đây giờ đang xếp xó. Bây giờ mấy bước em quê rồi. Em thanh lý cho các bác nào có nhu cầu muốn đi. Con này là hãng của nó đây các bác nhé. Chiết X này. Thì cái này em mua trực tiếp từ Nhật mà đi được máy bay về luôn các bác nhá. Bây giờ em bán nó bác còn lỗ tiền ship luôn. Tiền ship cái con này từ bên đó về đây mất khoảng 3,5 triệu các bác nhá, tại vì cân nặng của nó. Đấy, đóng thùng đóng riếc. Đây. Khung nó bằng nhôm các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Hàng nó chưa sử dụng, nghĩa là chưa đi một lần nào. Đấy, chưa ai đi các bác nhá. Tại vì bác về nguyên thùng, cái thùng nó rách vứt bỏ rồi bác nhá. Tại vì nó vận chuyển về chỉ còn cái xe như này thôi, đầy đủ phụ kiện như này, chưa có nắp ráp luôn, chưa có tháo ra từng chỗ, chưa tháo tiếp gì hết nhá. Thì nó có thắng đĩa trước và đĩa sau bác nhá. Thanh lý cho các bác về đi chơi Tết hay gì đó thì các bác đây hướng dẫn sử dụng của nó đây nhá, bằng tiếng Nhật bác nhá. Đó, tại vì xe này nó bán ra thị trường Nhật. Cái này thì dành cho các bác là 1m65 hoặc là 1m7 đổ lên các bác nhá, chứ thấp quá không được. Tại vì bác nhìn thấy không, rất là cao bác nhá. Đấy, hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Đấy, có quét mã QR từ hàng chính hãng của hãng ở các nhá, chứ không phải hàng trôi nổi. Đây này, đó. Đây, đây là đĩa của bánh trước nhá. Đấy, đĩa của bánh trước, tại vì người ta tháo ra, người ta phải tháo cả đĩa xuống. Đấy, tất cả ốc cá còn đầy đủ hết trong này, nghĩa là chưa có ráp vào nhá. Đấy, hoàn thiện của nó như thế này. Đấy, yên xe, yên chiếc đầy đủ luôn. Đấy, bê đan của nó này. Đó, bác nào mua thì tới nhà chở nhá, thì cái thực sự cái này em không có ship đi được các bác nhá. Còn bác nào mua thì chuyển khoản thì em sẽ ship cho các bác, nghĩa là ship theo đường ô tô của các bác ấy. Đấy, xe khách xe khiếc gì đó, chứ cái này em không đưa qua bưu điện nhá, cái này thì không an toàn các bác nhá. Đấy, nó đang xài của Shimano các bác nhá, mấy cái phụ kiện như là phanh phiếc các kiểu. Quay cho các bác coi, tại vì em sắp về Tết rồi nên em không có thời gian nữa. Để nhà nó cho nó rộng nhà đi các bác nhá. Đây quay mé này các bác nhá. Đây, tay nắm thì nó ở đây nhá. Đó. Tay nắm của nó ở đây. À, đây tay phanh nhá. Đấy, còn tay nắm số xiếc thì nó ở nằm ở đây, nằm ở giữa. Đấy, đây là cái xe của nó đây. Đó, Shimano đây các bác nhá. Đó. Đây, cái hãng thương hiệu của nó đây. Đấy. Hàng chưa xài các bác nhá, lưu ý cho em là hàng chưa qua sử dụng nhá. Chỗ phanh này nó cũng chưa có nắp vào bác nhá. Đấy, tại vì là khi vận chuyển á, mấy cả hàng mới người ta chưa có nắp ráp, khi nào mình về mình mới nắp ráp nhá. Đấy, bác nào dùng thì bác gọi như là bóc tem em nó nhá. Đó, đây, nó là 6 mấy lít này, 2, 4, 6, 7 lít các bác nhá. Đó, xe đó mới là mới các bác nhá, chưa sạc, nó là loại lốp nhỏ các bác nhá. Đó. Đấy, bác muốn đi một con xe mới chưa xài thì đây. Đấy. Rồi, ok, thank you các bác nhé. Bác nào mua thì tới nhà chở. Đấy là hàng nguyên đài nguyên kiện, đầy đủ phụ kiện của nó là như thế này nhé. Đấy, không thiếu cái gì đâu, bác yên tâm, tại vì là mua hàng mới, chưa phải mua hàng cũ các bác nhé. Đó, mà em đi đường máy bay về đấy. Ok các bác nhé, thank you các bác nhé. Thì cái này em bán cho bác giá thanh lý nhé. Đấy, em lỗ tiền vận chuyển. Đấy, thì cái này em bán cho bác giá là 8,5 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào nhu cầu thì tới nhà lấy nhé. Và thank you các bác.